I checked. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại chương trình đào tạo online của TechNew Việt Nam. Đây là buổi thứ ba trong chuỗi đào tạo 3 buổi về thị trường Forex và giao dịch theo nến Nhật Bản. Thì hôm nay là buổi cuối cùng. Do tuần trước thì do lệch múi giờ với giờ châu Âu nên một số bạn đăng ký tham gia nhưng mà đăng ký lúc 3 giờ. Tuy nhiên hệ thống này thuộc quản lý công ty nên nó lên sớm hơn một tiếng nên nhiều người không tham gia được. Nên buổi hôm nay thì tôi xin được phép nói thêm lại về vấn đề về phân tích về kỹ thuật trong buổi buổi thứ 6 tuần trước, và sau đó là chúng ta đi sâu vào phân tích nến Nhật Bản ha. Yes, I can. Chuẩn bị một chút xíu. Thì xin lỗi các bạn ha, tại vì âm thanh ở xung quanh thì có hơi ồn một chút xíu, mong mọi người thông cảm cho ha. Ok, tôi xin phép được bắt đầu ha. Thì trước tiên tôi xin được phép vô về phần nến Nhật trong giao dịch Forex. Đầu tiên tôi xin được giới thiệu về nến Nhật ha. Thì các bạn nhìn trên màn hình thì ở bên đây sẽ có hai màu, hai cái nến ha. Nến màu xanh và nến màu đỏ. Thì màu xanh này tôi gọi là nến tăng, nến màu đỏ tôi gọi là nến chạm. Tuy nhiên thì hai cái nến này sẽ mọi người có thể thay, có thể tùy chọn trong nền giao dịch MT4 ha. MT4 mình có thể mình cứ chọn màu cho các cái nến ha. Nhất cái nến màu bạn thấy ha, cái nến màu xanh này thì nến tăng này thì chúng ta có các khái niệm là thân nến màu xanh ha. Thì chúng ta gồm có hai bóng nến, bóng trên và bóng dưới. Bóng trên thì chúng ta nó điểm cao nhất trong ngày, trong khoảng thời gian cái nến ha. Và bóng dưới thì chúng ta có điểm thấp nhất ha. Còn ở trên thân nến thì chúng ta có giá đóng cửa và giá mở cửa. Các bạn đấy, cái nến tôi vì tôi quyết định màu xanh là cái nến tăng, thì cái nến tăng là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Ví dụ thì ở đây thì giá mở cửa nằm dưới này, nhưng giá đóng cửa nằm trên ha. Còn cái nến màu đỏ thì là cái nến giảm, thì khi đó giá trong cái khoảng thời gian đó thì giá giảm, có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa ha. Đây là giá đóng cửa này, đây giá mở cửa này, thì giá cao nhất này và giá thấp nhất này. Đây là thân nến này, tôi sẽ đưa cho bạn ví dụ ha. Cái màn hình bên phải của các bạn ha, màn hình em là màn hình của đồ thị giá của MT4 thì cơ bản này mặc định, cài đặt mặc định thì cây nến giảm là cây nến màu trắng này, còn cây nến tăng là cây nến màu xanh. Tuy nhiên tôi nhiều người có thể thay đổi màu sắc của cái màn hình giao dịch của mình ha. Thì để tôi hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi màu sắc cái nến ha. Ok, tôi cho một cặp EU đi ha. Thì tôi muốn thay đổi cái màu nến luôn này, thì các bạn vào property ha. Chúng ta thay đổi màu nến. Các bạn có thể đổi thành màu trắng ha. Đây thì khi đó cái nến tôi quy định là màu trắng sẽ là màu tăng, là cái nến tăng, còn màu đen là cái nến giảm ha. Thì chúng ta có thể thay đổi màu sắc ở đây ha. Background này. Và up nằm bạn chọn màu gì, và là cái nến tăng bạn chọn màu gì ha, cái nến giảm bạn chọn màu gì. Rồi cái màu trong cái thân ha, cái màu trong cái thân bạn chọn. Thì đây tôi mặc định là tôi thích cái màu It's not a
Tôi chọn màu đây. And now we have seven steps. Đây thì chọn chọn nền nằm nền màu xám. Cái nến tăng là màu xanh xanh da trời ha. Cái nến chạm là màu đỏ thì cái màu này dễ nhìn với tôi ha. Rồi tôi xin phép được quay lại bài chính của chúng ta. Thì cái màu nến này do chúng ta quy định ha, không có cố định ha bạn. Các bạn có thể chọn cái màu phù hợp với cái phong cách chơi của mình ha. Tôi vừa giới thiệu xong mà kinh đến giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong cách kinh làm sao để nhìn đến để giao dịch ha. Thứ nhất là trong trong phân tích nến thì chúng ta có các cái dựa vào thân nến, cái dây nến để chúng ta xác định xem thị trường như thế nào. Thứ nhất là trong trường hợp đầu tiên tôi sẽ đi vào là đến con quay spring stop, thì các bạn thấy là ở đây thì cái thân nến nó rất nhỏ ha. Dây nến cái bóng nến dài, thân nến rất rất nhỏ. Đây là ví dụ của ba cái con quay này ha. Thì định nghĩa của con quay là thân nến rất nhỏ. Cái dùng này khi thị khi nào dùng cái những khi mà những cái nến này xuất hiện thì chúng ta báo hiệu chúng ta là thị trường lực lên hoặc lực xuống đã yếu dần ạ. Các bạn lưu ý một điều rằng ha, khi phân tích nến chúng ta nên phân tích ở trong thị trường có xu hướng, khi mà sideways chúng ta không nên phân tích cả. Và mục tiêu của dùng đến là để xác định điểm đảo chiều. Tuy nhiên nhiều người và họ vẫn dùng đến để confirm xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Tuy nhiên hữu hiệu nhất thì dùng đến vẫn là để xác định khu vực đảo chiều. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta đi vào khái niệm con quay thì chúng tôi đã nói thì khi mà trong một những cái nến đi lên hoặc đi xuống mà bắt đầu xuất hiện thấy những các con nến mà thân rất nhỏ, cái bóng lên hoặc bóng xuống nó dài ra thì báo hiệu là thị trường đi lên hoặc đi xuống đang yếu dần. Giả sử đây ha, đây là con xoay, các bạn thì thấy các nến đi xuống, đây là xu hướng đi xuống, sau đó là ở bên dưới này vào khu vực này chúng ta thấy là cái nến thấp nhỏ dần ha, cái bóng nến thì kéo dài ra báo hiệu là thị trường đang đi xuống. Thì chúng ta có thể báo hiệu điểm này sẽ là điểm thị trường sẽ đảo chiều ha. Chúng ta qua trường hợp thứ hai là cái nến doji, nó có sự khác biệt nhỏ so với con nến cái nến con quay ở phía phần một là cái nến doji thì giá đóng cửa với giá mở cửa trùng nhau, thì thị trường không xác định được phương hướng. Đầu tiên giá tại điểm này, sau đó trong phiên dịch nó tăng lên hoặc nó giảm, rồi cuối cùng giá đóng cửa bằng. Lực cung lực cầu nó không phân biệt được ha, thì thị trường giống như yếu. Thì báo hiệu là khi thị trường xuất hiện các nến doji, thị trường thì đang rất yếu. Khi cái này là đúng, khi mà thị trường đang đi lên, đang lên có cái nến các cái thân nến dài. Tuy nhiên bắt đầu có xuất hiện các cái nến con xoay, sau đó cái nến doji này ha, thì thị trường nhà đầu tư với người mua bán bắt đầu không biết đến thị trường sẽ đi như thế nào, thì cái nến doji xuất hiện nào. Đây là một ví dụ của cái nến doji, các bạn thấy thị trường đang đi lên, sau đó xuất hiện cái nến doji, giá mở cửa nằm đây, sau đó nó tăng lên giảm xuống rồi tăng lên, cuối cùng đóng cửa tại mức này, thì cho thấy thị trường đang yếu, nhà đầu tư không xác định được cái xu hướng tiếp theo. Thì thị trường đi xuống thì cái doji trong forex các bạn lưu ý ha, tại vì trong forex thì cây nến thị trường giao dịch liên tục 24 giờ, thì chúng ta sẽ không có cái khi cây nến 1 giờ kết thúc, cây nến đóng cửa cây nến này sẽ là bằng giá mở cửa của cái nến tiếp theo, nên chúng ta sẽ không có khoảng gap nên ở trong thị trường chứng khoán chúng ta có thể theo ngày hết ngày này và kết thúc phiên này qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ có khoảng gap trên khắp dưới . Tuy nhiên trong forex giao dịch 24 giờ nên sẽ không có khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá đóng cửa của ngày hôm của phiên trước đó với giá mở cửa của phiên tiếp theo . Nên các cái nến trong như bạn thấy là trong doji này sẽ là ngang nằm ngang, giá mở cửa của doji sẽ bằng với giá đóng cửa của nến tiếp theo.
trong cái trường hợp là cái nến trước đó là cái nến tăng ha, và cái nến giảm cũng tương tự là giá giảm xuống ha, thì giá đóng cửa của ngày hôm trước sẽ trùng với giá mở cửa của cái nến tiếp theo ha. Các bạn tuy nhiên các bạn lưu ý là vào cuối tuần thì chúng ta thị trường forex giao dịch nghỉ vào thứ bảy chủ nhật, thì sang tuần sau có thể cái nến ngày tiếp theo sẽ có gap, tuy nhiên trong một tuần đó thì sẽ không có gap ha. À, các bạn đấy ha, thị trường đang đi lên, bắt đầu xuất hiện các cái nến đầu tiên, con nến con xoay này báo hiệu thị trường yếu dần, tiếp theo đó là một cái nến doji, càng confirm tốt hơn là thị trường đang yếu dần và có xu hướng đảo chiều, thì các bạn thấy thị trường đang yếu dần này ha. Ví dụ ha, thì người ta cũng dùng cái nến doji này để xác định ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Thì các bạn thứ nhất là các bạn thấy là cái nến dài, cái thân dài trước đó, tiếp theo là cái nến doji, thì giữa hai cái bóng này, nếu các bạn sẽ chọn cái bóng nào mà cao nhất, cái điểm đó sẽ là điểm kháng cự hoặc điểm hỗ trợ. Trường hợp này thì như cái nến này đang đi lên nè, thì ta có hai bóng, bóng ở cái nến doji cao hơn thì ta chọn cái điểm đó là điểm hỗ trợ. Tuy nhiên trong có nhiều trường hợp bóng của cái nến trước đó nếu nó cao hơn thì chúng ta vẫn có thể chọn cái điểm đó làm điểm hỗ trợ kháng cự ha. Thì cách dùng dùng doji để xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ khi mà thị trường tiếp theo những cái nến tiếp theo mà đóng cửa nằm dưới cái dây nến cao nhất, thì confirm là thị trường ở trên này là điểm cao nhất ha, thì thị trường khả năng sẽ đảo chiều. Tuy nhiên khi mà giá đóng cửa nằm trên này thì có thể confirm là xuống tăng vẫn tiếp tục ha, hoặc là nếu nằm dưới này thì xuống giảm tiếp tục. Tôi sẽ đưa cho các bạn các ví dụ đây ha. Đấy, thị trường đang đi lên ha, bắt đầu xuất hiện cái nến con xoay là báo hiệu là thị trường yếu dần. Bạn thấy đây là cái nến doji nè, thị trường yếu dần, bắt đầu tiếp theo đó là các cái nến con xoay ha. Và các bạn để ý nè, ta có cái nến doji này, ta có điểm cái bóng của nó có điểm cao nhất nằm đây ha, chúng ta coi đó là điểm kháng cự. Và các cái nến tiếp theo mặc dù có thể vượt qua được cái điểm cao nhất, tuy nhiên kết thúc giá đóng cửa vẫn nằm ở dưới, thì đây là một ngưỡng kháng cự khá tốt à, thì chúng ta có thể vào lệnh sell đây ạ. Và ta đặt cái đây là cái vùng stop loss, có thể chênh lên tùy vào các bạn chênh đến 1 giờ là 4 tiếng là có thể tăng lên 10 hay 10 bit hoặc 5 bit tùy vào. Tuy nhiên trên lý thuyết thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái nến, một cái nến doji và cái nến thân dài trước đó để xác định cái nào có bóng dài hơn thì đó là điểm kháng cự ha. Và yêu cầu để thị trường đi xuống thì các cái nến tiếp theo kết thúc phiên giá đóng cửa của nó phải nằm dưới cái điểm kháng cự này. Và lưu ý các những nhà giao dịch đến là không phải khi các bạn thấy cái nến doji là thị trường sẽ đi xuống ngay, đôi khi nó cần kéo dài thêm vài phiên nữa. Tuy nhiên cái giá đóng cửa của những phiên tiếp theo không được nằm trên điểm điểm cái điểm dài nhất của cái bóng nến doji ha. Tôi đưa một ví dụ này, thì chúng ta có một trường hợp vậy, thị trường đang đi lên, bắt đầu xuất hiện cái nến doji báo hiệu thị trường yếu dần, có khả năng sell cho sell xuống, và ta sẽ lấy cái điểm cao nhất là để doji, đây là điểm hỗ trợ, điểm kháng cự. Tuy nhiên cái nến tiếp theo đóng cửa vượt qua cái mức kháng cự này, thì tại điểm này chúng ta có thể confirm là thị trường cần tôi xuống đi tăng tiếp theo thì cái này sẽ, nếu ai giao dịch cái vùng này sẽ có thể dính stop vùng này, nhưng chúng ta không sao, chúng ta tiếp tục tìm cái điểm vùng đảo chiều tiếp theo. Và cái nến doji tiếp theo các bạn thấy này, chúng ta sẽ so sánh thì cái thấy doji cái điểm vùng đến vùng bóng của cái nến doji này cao hơn, chúng ta chọn cái điểm này là điểm kháng cự ha, thì khi đó là đùng cái thị trường đi xuống. Tôi confirm lại ha, cái nến doji giao dịch theo nến không chắc chắn 100% là thị trường sẽ đi đúng theo những gì mà cái nến nó báo hiệu. Tuy nhiên khả năng giúp chúng ta nhìn nhận thị trường tốt hơn không? Chúng ta khi giao dịch theo nến chúng ta vẫn luôn
có cái bài toán về quản lý rủi ro. Khi mà vượt qua cái mức kháng cự hỗ trợ thì chúng ta thoát ra ngoài và chờ cơ hội tiếp theo để giao dịch ha. Như trong trường hợp này là một cái trường hợp điển hình ạ, là tới đây mọi người nghĩ rằng thị trường sẽ xuống, tuy nhiên cái nến tiếp theo nó vượt qua luôn cái phần kháng cự trên này thì chúng ta không sao, chúng ta tiếp tục và tìm kiếm các cơ hội giao dịch khác, và tại đây thì bắt đầu xuất hiện cái nến thì chúng ta vẫn đi, thị trường sẽ đảo chiều và cái vùng này sẽ là vùng kháng cự của chúng ta và thị trường đã đi xuống ạ. Vậy thì nhiều người sẽ hỏi là vậy thì vùng TP, vùng cắt lời thì chỗ nào? Chúng ta đã xác định được vùng cắt lỗ rồi thì vùng cắt lời thường các nhà giao dịch sẽ sử dụng cái sóng trước đó, cái điểm hỗ trợ của sóng trước đó nằm cắt lời thì chúng ta có thể dùng vùng này ha. Rồi khi giao dịch đây chúng ta cũng thấy cái nến lên con xoay, thị trường báo hiệu yếu dần và vùng này cũng là vùng mà chúng ta chốt lời ạ. Các bạn đấy ạ, sau khi thị trường đi xuống bắt đầu thị trường lại đi lên thì chúng ta có con xoay bóng nến này, kéo bóng nến đập lên đây rồi rớt xuống, bóng nến lên đây rồi rớt xuống ha. Cái vùng này vẫn là vùng kháng cự mạnh các bạn đấy ha, cái vùng kháng cự của cái nến doji bên đó ha. Thì khi nến mặc dù trong phiên dịch đó thị trường vẫn có thể vượt qua được cái vùng kháng cự này, tuy nhiên đóng cửa thì thị trường vẫn rớt, vẫn nằm trong, không đóng cửa, không vượt qua ngoài cái vùng kháng cự này ha. Ok, chúng ta qua vùng phần tiếp theo. Tôi muốn confirm lại ạ, giao dịch theo nến chỉ nên giao dịch trong trường hợp của Doji, chúng ta chỉ nên xác giao dịch trong trường hợp thị trường có xu hướng, có nghĩa nếu mà xu hướng lên và xuất hiện Doji thì nó mới có ý nghĩa ha. Và xu hướng xuống nếu có Doji thì nó mới ý nghĩa. Tuy nhiên trong thị trường mình nằm đi ngang vậy ha thì nó không có ý nghĩa. Tôi sẽ đưa cho các bạn một ví dụ này ha. Giả sử đây ha, chúng ta có cái đi lên cái con xoay đây ha, là báo hiệu thị trường đang yếu dần bên này. Thì những điểm này là điểm kháng cự. Và sau đó thị trường đi xuống tiếp theo đi lên ha, thì chúng ta có cái nến con xoay đây và doji đây ha, báo hiệu là thị trường bắt đầu phụ đi lên đã yếu dần, thì vùng này sẽ là vùng kháng cự ha, thì chúng ta có thể đặt tiền tin vào cái vùng chúng ta có thể sell tại đây và dựa vào cái sóng trước đó để chúng ta xác định cái điểm TB ha, thì đây là vùng xác định điểm TB. Tuy nhiên các bạn thấy đang đi xuống mà có cái nến doji báo hiệu là thị trường yếu, tuy nhiên các bạn thấy là nó đang nằm trong cái vùng sideways này nên cái nến ở giữa này không có giá trị nhiều bằng cái nến ở trên đầu hoặc cái nến ở dưới ạ. Ok, chúng ta qua cái trường hợp thứ ba, đó là nến bóng dài. Cái nến bóng dài là những cái nến có thân tuy nhiên cái hoặc là cái bóng nến ở dưới cao hoặc cái bóng nến ở trên cao ạ. Thì trường hợp này thì thị trường đang yếu dần, báo hiệu xu hướng giảm hoặc tăng. Khi mà thị trường đi lên xuất hiện những cái bóng nến dài mà nó kéo xuống, cứ lên xong nó đập xuống, lên xong đập xuống, báo hiệu thị trường đi lên đang yếu dần. Hoặc trường hợp thứ hai là khi thị trường đang đi xuống mà xuất hiện những cái nến bóng dài này, thân dài này mà nó đập nó đi xuống và sau đó nó kéo lên, đập xuống nó kéo lên thì báo hiệu cái thị trường đi xuống này đang yếu dần ha. Chúng tôi sẽ đưa cho bạn ví dụ đây ha. Khi mà thị trường đây đang đi xuống đây ha, bắt đầu xuất hiện các cái nến bóng dài này ha, thì lên xong đó kéo xuống rồi đập lên, các bạn thấy cái thân cái bóng nến này bị yếu dần ha, là xuống yếu, xuống bị cản này, xuống dưới đây rồi đèn cuối phiên đóng cửa lại trên này, đây cũng vậy ha, xuống kéo xuống rồi nhưng mà cuối giờ này kéo lên ha. Chúng ta thấy các cái nến này cứ như vậy liên tục và đây báo hiệu thị trường đang yếu dần và có khả năng cho đi lên ạ. À, cũng tương tự như tôi nói là làm sao để xác định cái biển TB thì nhà giao dịch theo nến họ sẽ sử dụng cái vùng sóng trước đó để xác định cái điểm TB ạ. Tôi cũng nhắc lại là giao dịch theo nến thì không phải khi bạn nhìn thấy cái nến bóng dài, cái nến doji hoặc cái nến con xoay là khẳng định là thị trường sẽ đi trên đảo chiều ngay, mà như các bạn hãy nhìn thấy trong trường hợp này kéo dài đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cây nến nó xoay quay, nó cứ bóng dài này mà vẫn chưa đi lên.
thì cái này yêu cầu thì mình cần phải kiên nhẫn nào. Cái xuất hiện này thì thị trường nó yếu, những cái đến xuất hiện thì mình hiểu rằng thị trường nó yếu yếu dần, và chúng ta xác định cái điểm mà điểm điểm chốt cắt lỗ và chốt lời ha. Tôi thấy đây là mới đến đi xuống, và tôi thấy cái dây này đi xuống nào, và cái bóng nó nằm đây thì chúng ta có thể coi cái vùng này, vùng 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 hỗ trợ này, thì các cái nến tiếp theo mặc dù được, những cái nến này có thể vượt qua được cái vùng hỗ trợ này, tuy nhiên cuối phiên cuối giờ nó vẫn đóng cửa nằm trên cái vùng hỗ trợ này, thì báo hiệu tốt là thị trường đang yếu dần và có khả năng là thị trường sẽ đảo chiều đi lên ha. Và tiếp theo là cái nến hammer. Cái nến hammer thì có hai loại cái nến, hammer và xuất ra là cái nến cực kỳ hiệu quả trong giao dịch forex ha. Thì tôi sẽ đi giới thiệu các bạn nào. Trong cái nến hammer dùng cho thị trường đi xuống, thị trường đang có chen đang đi xuống và bắt đầu xuất hiện các cái nến hammer, là cái nến có cái thân thân nhỏ, tuy nhiên cái dây cái bóng nến ở dưới này thì dài ra là thị trường mở cửa đây, rồi trong phiên nó có giao dịch tận xuống đây nhưng cuối phiên nó rút lên, và yêu cầu để cái nến hammer được hình thành thì cái bóng nến này phải độ dài của nó phải yêu cầu gấp ít nhất là 2 lần cái độ dài của thân nến. Chấp nhận trường hợp là có một chút xíu cái bóng 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 ở trên này ha, tuy nhiên bóng này trên này không được dài hơn cái thân 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 nến này, thì khi mà thị trường đang xuống xuống mà xuất hiện những cái nến hammer cái búa này thì báo hiệu là xuống xuống đã yếu dần và khả năng thị trường sẽ đi lên ha. Tôi sẽ cho các bạn ví dụ đây ha. Đây cũng như trường hợp tôi mới nói để xác định điểm TP của thị trường chúng ta sẽ căn cứ vào cái vùng sóng trước đó, thì đây khi mà thị trường đang đi xuống 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 này, các bạn thấy bắt đầu xuất hiện cái nến doji này, trước cái nến trước cái nến hammer này chúng ta có các cái nến con xoay này ha, thị trường đi xuống nó báo hiệu yếu dần nào, và đây là một cái nến mạnh confirm là cái xu hướng đi xuống đã yếu và có khả năng sẽ thị trường sẽ đảo chiều đi lên ha. Thì chúng ta sẽ lấy cái con nến hammer. Cái hammer thường các nhà tư rất tin tưởng dùng làm điểm, cái bóng bóng dài nhất của cái nến hammer dùng là cái điểm để xác định vùng hỗ trợ ha. Thì thị trường xuống thường xuống dưới này và sau đó là khi kết thúc cái nến mà đều nằm trên cái bóng thấp này của cái nến hammer này thì cực kỳ tốt là thị trường đã yếu, cái xu hướng xuống là đã yếu và nó confirm là thị trường sẽ đi lên. Thì những nhà giao dịch họ sẽ khi mà xuất hiện cái nến hammer này họ sẽ vào lệnh ngay và xác định cái điểm stop loss của mình là ở dưới cái điểm thấp nhất của cái nến hammer, phải có thể vào thêm 5 hoặc 10 bit tùy vào cái nến mà chúng ta giao dịch ha. Và điểm TP thường là sẽ là cái điểm sóng trước đó. Rồi đây tôi một trường hợp là nến hammer nữa, là thị trường đang đi xuống ạ, thị trường đang đi xuống và bắt đầu xuất hiện một cái nến hammer đây, các bạn thấy nè, cái nến hammer cái dây cực kỳ dài, xu hướng báo hiệu là xu hướng xuống là yếu dần ha, thấy là thị trường trong phiên nó giao dịch kéo tận xuống dưới đây, tuy nhiên kết thúc cái khoảng thời gian đó thì lại kéo lên ha. Thì đây là một cái nến hammer cực kỳ tốt nào, và cái điểm khi đó mình sẽ xác định điểm hỗ trợ sẽ nằm đây, và các bạn thấy là thì không, thị trường sẽ không đi lên ngay, mà cũng thấy là trong các phiên tiếp theo nó cứ sideways các nến thân nhỏ nhé, và cuối cùng lên đây, và cái điểm này vẫn là điểm hỗ trợ tốt nào, và sau đó tại tận thời điểm này thị trường mới đi lên. Cái này gọi là bullish engulfing, thì chúng tôi sẽ nói trong vài cái nến tiếp theo. Cái này cũng là cái nến báo hiệu thị trường đi lên tốt nào, thì chúng ta thấy cái điểm đây, cái nến hammer này thì có cái bóng ở dưới là điểm hỗ trợ cực kỳ tốt à. Các bạn lưu ý ha, ở đây thì các nhà giao dịch cũng thường sẽ chọn cái điểm sóng trước đó làm điểm TP của mình. Rồi và lưu ý một điều là trong giao dịch nến, khi bạn thấy cái nến hammer hoặc cái nến con xoay và cái nến doji, không phải thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức mà chúng ta cần phải kiên nhẫn. Như trong trường hợp này chúng ta cần phải đến chục cái nến tiếp theo thì mới thị trường mới đảo chiều ngay ha. Chúng ta cần lưu ý cũng nên kiên nhẫn ha.
Đây một trường hợp tiếp theo nữa là thị trường đang đi xuống và xuất hiện đầu tiên là cái nến bóng dài là bắt đầu báo hiệu thị trường yếu dần. Đây xuất hiện thêm là cái nến hammer nữa, cái nến cái búa nữa thì càng confirm để thị trường đã yếu dần, tới điểm này là yếu dần này ha. Thị trường trong phiên giao dịch kéo dần tại rớt xuống tại đây cuối phiên kéo lên ạ. Rồi các cái nến tiếp theo là cái nến con xoay báo hiệu là thị trường cần confirm là thị trường yếu dần ha, và cái đập lên trong phiên này nó đập lên rồi rút kéo xuống rồi rút lên kéo xuống rút lên. Và các bạn thấy này, cái nến hammer này, cái bóng thấp nhất của cái nến hammer là điểm thấp nhất là sẽ là điểm hỗ trợ. Và thấy là các cái nến tiếp theo mặc dù trong phiên nó có thể nó vượt qua cái vùng hỗ vùng hỗ trợ này, tuy nhiên cuối phiên đóng cửa vẫn nằm trên cái vùng hỗ trợ này thì đến confirm tốt là thị trường sẽ đi lên nào. Nhiều người bị chết ở vùng này là họ sẽ xác định một điểm hỗ trợ đây và chỉ đặt stop loss ở vùng này thôi. Nhưng tuy nhiên thị trường không như đôi khi nó có thể vượt qua một phần một tí và vì stop loss này nên các bạn nên chú ý ha. Chúng ta nên dành lên 5 đến 10 pip tùy vào kinh nghiệm cho đến chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thị trường quen rồi chúng ta biết cái nào phù hợp với thị trường. Và cái này nên kết hợp giao dịch theo đến này nên kết hợp với cái tỷ lệ rủi ro là 1:3 để xem nếu mà chúng ta chấp nhận rủi ro 1 để lời 3. Nếu mà cái chơi đó mà không có đảm bảo tỷ lệ 1:3 thì chúng ta không nên chơi. Thì và những người giao dịch họ sẽ khi mà đánh stop loss họ sẽ dựa vào điểm này. Khi mà thị trường xuống đây sẽ là điểm stop loss, nhưng mà dựa vào cái tỷ lệ 1:3 của họ sẽ có thể thêm bao nhiêu pip nữa thì tùy vào chúng ta. Nhưng các bạn lưu ý là điểm stop loss có rồi, nhưng trong trong phiên mà các nến tiếp theo mà đóng cửa đều không vượt qua cái nến hammer này thì đấy là dấu hiệu tốt để confirm thị trường sẽ đi lên nào. Rồi chúng ta qua cái phần thứ tư đó là cái nến sushita. Cái nến hammer thì là cho xu hướng đảo chiều đi lên, còn sushita là cho xu hướng đảo chiều đi. Cái thị trường đang tăng và xuất hiện cái nến sushita thì báo hiệu là thị trường đang yếu dần lên và có khả năng cao là trường đi xuống ạ. Tôi nói lại thì cái nến hammer và cái nến sushita là hai cái nến mà có cái tỷ lệ thành công cao so với các cái nến khác, thì hai cái nến này được nhà đầu tư họ quan tâm ạ. Thì cũng tương tự như cái nến hammer thì cái nến sushita nó có ngược lại cái dây nến đi lên cao, tuy nhiên cái thân nến ở phía dưới này là thấp và yêu cầu là cái bóng nến này này phải dài ít nhất là hơn 2 lần so với cái bóng với cái thân nến này và chấp nhận là có một cái bóng nến ở dưới này. Tuy nhiên cái bóng nến ở dưới này cái độ dài của nó không được cao lớn hơn cái thân nến này ha. Rồi tôi sẽ đưa cho bạn một vài ví dụ đây ha. Là thị trường đang đi lên này, thị trường đang đi lên và bắt đầu xuất hiện cái nến sushita sushita đây thì báo hiệu thị trường đang yếu dần và cái điểm này tôi cũng nói là điểm này sẽ là điểm hỗ trợ của bạn, điểm kháng cự của bạn. Bạn thấy mặc dù là nó chưa xuống ngay được nhưng mà nó cứ cái nến tiếp theo là nó con xoay này, báo hiệu càng thị trường đang yếu này với các nến là xoay quanh và đùng cái nó rơi xuống đây hả. Nên tôi nói là chơi nến chúng ta nên tập tính kiên nhẫn, không phải khi mà xuất hiện là cái nến mà chúng ta đã biết rồi thị trường sẽ đảo chiều ngay, mà chúng ta cần phải vài phiên miễn là cái giá đóng cửa của cái nến tiếp theo không được vượt quá cái vùng kháng cự hỗ trợ mà cái nến của mình đưa ra, như cái vùng này không được vượt qua cái vùng kháng cự này ha, thì đó là một dấu hiệu tốt và chúng ta kiên nhẫn chờ thị trường sẽ xuống. Rồi đây là một ví dụ này, thị trường đang đi lên xuất hiện một cái nến shooting star đây, cái thân này rất dài ha, báo hiệu là đây là khả năng đi xuống này, sau đó nó thường sideways là báo hiệu yếu dần. Tuy nhiên các bạn đây bạn lưu ý nhiều người sẽ mất kiên nhẫn đây tại sao nó không xuống ngay mà cứ chạy như vậy lên trên này, nó còn có một cái dây dài nên vượt qua cái vùng kháng cự này. Tuy nhiên chúng ta cần kiên nhẫn như tôi đã nói như các bạn thấy mặc dù lên trên vùng này nhưng cuối phiên nó vẫn đóng cửa nằm ở dưới đây thì càng cần phân tốt cái vùng này, vùng kháng cự cực kỳ tốt chúng ta có thể an tâm chơi nhỉ. Rồi nếu mà tính kiên nhẫn của chúng ta, nếu mà chúng ta giữ được tính kiên nhẫn thì cuối cùng kết quả sẽ đem đá được ra.
Rồi, cái một phần quan trọng nữa đó là cái nến bullish engulfing. Cái nến engulfing thì có hai loại là bearish engulfing và bullish engulfing. Cái nến bullish engulfing dành cho thị trường đang đi xuống và xuất hiện cái này là các bạn vừa coi từ 1 đến 4 là về cái nến cái một cái nến đơn thôi à. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ quay sang là hai cái nến để xác định thị trường. Thì trong trường hợp bullish engulfing là cái nến trong trường hợp đang đi xu hướng giảm này ha. Đang xu hướng giảm thì xuất hiện một cái đây thì cái nến này vẫn bình thường. Tuy nhiên cái nến tiếp theo. Đây là cái nến màu đen là cái nến giảm, tuy nhiên cái nến màu tiếp theo thì cái nến đi ngược lại với cái nến tiếp theo. Và cái thân này yêu cầu trong cái nến bullish engulfing thì thân nến của cái nến thứ hai này phải cao hơn, dài hơn thân thân nến của cái nến trước đó ạ. Có nghĩa là giá, tại vì trong forex thì giá mở cửa và giá đóng cửa thì trùng, giá đóng cửa của nến trước đó bằng giá mở cửa thì không không cần phải cái thân nến màu trắng này nằm ở dưới ạ. Bằng giống rồi. Giống như vậy là được rồi. Tuy nhiên, cái giá đóng cửa của cái nến tiếp theo phải nằm trên, ít nhất phải bằng hoặc nằm trên thì càng tốt. Cái nến trước đó thì mới lên một xu hướng tốt để cho là thị trường đang cho vào thị trường sẽ đảo chiều. Tôi sẽ đưa cho các bạn một vài ví dụ để dễ hình dung hơn ha. Đây, ta có thị trường đi lên này. Cái vùng này vùng hỗ trợ, cái này không phải nến mà tuy nhiên đây chúng ta để ý này. Cái nến đang đi xuống không? Cái nến đi cái màu đen này vẫn cần phân thị trường đi xuống. Tuy nhiên cái nến sang cái nến tiếp theo là cái nến màu trắng này báo hiệu thị trường đi lên này. Và cái giá, cái đóng cửa của nó nằm trên cái nến, cái thân này này, cao hơn, dài hơn cái thân này thì cần phân tốt. Đây là cái nến bearish engulfing thì báo hiệu thị trường sẽ đi lên. Thì chúng ta sẽ chọn một trong hai cái dây của hai cái nến nào, cái dây nào dài hơn thì sẽ chọn làm cái vùng hỗ trợ rồi sau đó thị trường đi lên. Tuy nhiên chúng tôi nói là trong forex trong trên nến không phải đùng một cái là thị trường sẽ, khi chúng ta nhìn thấy nến nó sẽ đi lên, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Thì cái đó mặc dù thị trường đi lên đây chút xíu nó vẫn rớt xuống, và đây xuất hiện một cái nến một cặp nến bullish engulfing tiếp theo, và cái nến thứ hai dài hơn thân của cái nến trước đó hả. Thì hai cái nến confirm, vùng này sẽ là vùng hỗ trợ hả, thì confirm thị trường sẽ đi lên. Thì các bạn thấy là chúng ta nhìn hình này chúng ta thấy là tính kiên nhẫn cực kỳ quan trọng, không phải khi nến xuất hiện là thị trường sẽ đi ngay hả. Đây nữa hả, các bạn thấy là thị trường đi xuống, bắt đầu xuất hiện cái nến doji này báo hiệu thị trường xấu này, rồi sau đó cái thân nhỏ này tiếp theo là cái nến đây, cũng ta có thể coi là cái nến Hammer. Sau đó cái nến tiếp theo chúng ta cái cặp này, cái bullish engulfing là cái nến này ăn hết thân của nến này, cao hơn cái thân của nến này, confirm cực tốt là thị trường sẽ lên này. Và cái điểm cao nhất của hai cặp nến này chúng ta sẽ chọn điểm cao nhất, thấp nhất là điểm hỗ trợ ha. Thì đây vùng này vùng hỗ trợ, khi mà thị trường nếu mà chẳng may thị trường có rớt xuống mà kết thúc phiên vẫn nằm trên cái điểm hỗ trợ này thì confirm rất tốt là thị trường thật sự rất yếu và đang có khả năng sẽ đi lên ha. Đây là một trường hợp ví dụ nè, người ta thị trường đi xuống và cái nến tiếp theo ăn hết cái thân của nó dài hơn cái thân trước đó thì báo hiệu là thị trường yếu dần nè và có khả năng đi lên. Và cái vùng cái dây thấp nhất sẽ là dây hỗ trợ, đây thị trường đi lên thật. Tuy nhiên trong những phiên tiếp đó thì thị trường đi xuống, như các bạn đã thấy nè, cái nến này trong phiên đó giá nhiều người sẽ hoang mang, nó sẽ cắt luôn cái phần hỗ trợ này. Tuy nhiên cuối phiên nó vẫn đóng cửa nằm trên cái vùng hỗ trợ này ha. Thì confirm rất tốt là vùng này vùng hỗ trợ tốt là thị trường sẽ đi lên nè. Ok. Rồi. Tại vì như tôi nói là hôm thứ sáu tuần trước thì do bị lệch múi giờ nên nhiều bạn không có vào theo dõi được, thì tôi hôm nay tôi xin nhắc lại một vài
bài phân tích kỹ thuật, bài chỉ báo cơ bản để giúp chúng ta kết hợp nhé. Nếu kết hợp không thì sự nó chưa hiệu quả, chúng ta nên kết hợp với một vài chỉ báo, công cụ chỉ báo khác để giúp cái phân tích đấy của chúng ta hiệu quả hơn ha. Thì tôi sẽ đưa một vài cái chỉ báo mà hỗ trợ tốt ha. Thì tôi thường dùng là nhất là RSI. Các bạn lưu ý là trong phân tích kỹ thuật thì nhiều người họ sáng tạo ra những cái công cụ mà độc nhất vô nhị. Tuy nhiên thì vì phân tích kỹ thuật là dựa vào tất cả sẽ quen lại về cung và cầu, do cung cầu do nhiều nhà tư họ cùng đầu tư như vậy thì tạo cái giá theo theo cái đám đông. Nếu mà nhiều người họ nghĩ ra cái công cụ độc nhất vô nhị có thể trong thời thời điểm đó nó đúng, nhưng mà thời điểm sau chưa chắc là đúng. Nên theo cái ý kiến của tôi ấy, chúng ta nên chọn những công cụ nào mà đơn giản mà nhiều nhà đầu tư dùng thì thị trường sẽ sẽ báo theo đó, thì khả năng kết quả sẽ cao hơn, thị trường sẽ đi đúng hơn. Và vì ít nhà đầu tư dùng thì khả năng thành công thấp nhưng mà cái chỉ báo công cụ nào mà nhiều nhà đầu tư dùng thì khả năng thành công cao hơn. Và đối với ai tôi thấy là cái công cụ này thì đã được khá nhiều nhà đầu tư dùng thì tôi sẽ đi nói sơ qua về đối với ai. Cái RSI là chỉ báo sức mạnh tương đối nó dùng để xác định vùng quá mua và quá bán giá trên nó chạy từ 0 đến 100, giá dưới 30 báo hiệu thị trường đang quá bán và giá trên 70 báo hiệu thị trường đang quá mua. Các bạn như xem ví dụ đây đây là cái đường RSI, giá trị chạy từ 0 đến 100 thì người ta xác định là vùng có hai vùng, vùng 70 và 30. Thì khi mà giá mà vượt qua nằm trên vùng vùng 70 thì thị trường đang quá quá mua, khả năng thị trường sẽ rơi xuống. Và khi mà giá rớt về vùng 30 thị trường đang quá bán thì khả năng thị trường sẽ đi lên. Nên là cái công cụ cũng khá hữu hiệu Thì chúng ta sẽ kết hợp dùng với RSI, RSI với dùng nguyên nến thì tôi thấy nó cũng khá hiệu quả. Ví dụ đây tôi cho một cái trường hợp cụ thể ở đây đây một vài ví dụ. Đây chúng ta kết hợp giữa giao dịch RSI với nến Thứ nhất chúng ta sẽ coi là khi mà RSI rơi về vùng 30 hoặc 70, nếu 30 thì thị trường suy yếu đang quá quá bán rồi đang quá 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 bán rồi. Thì đây RSI chúng ta kết hợp với nến ngay đây là đó là một cái nến bullish engulfing. Cái thân trước này cao hơn thân sau này thì khả năng thị trường sẽ lên, mặc dù đây nó sẽ lên không cao nhưng đối với những nhà chơi ngắn hạn chơi scalping thì đây cũng có lời, chúng ta có thể vào đây và lời phần này kết hợp. Nếu mà chúng ta nhìn nhìn đến không thì khả năng hiệu quả chưa cao, tuy nhiên kết hợp vùng này thì cho những tín hiệu tốt. Và đây là một cái nến giống cốt thể coi là một cái nến doji, thị trường đang đi xuống, kết hợp với RSI nằm đây thì báo hiệu là thị trường cho đang vùng quá quá bán đấy rồi đến đây thì chúng ta coi có vùng này vùng sẽ là vùng mà hỗ trợ và chúng bay lên đây là tương tự thì đây mặc dù kia ở đây các bạn thấy cái đến đi xuống kéo xuống tuy nhiên kim rời đai này chưa chạm vùng quá mua quá bán thì cũng không cho một tín hiệu tin tưởng được nhưng bắt đầu tới khu vực này thị trường bắt đầu chạm vùng 70 là quá mua rồi chúng ta xem đây là cái vùng bearish engulfing tương tự với bullish bullish thì bearish cũng tương tự cái nến sau ăn hết cái nến trước thì báo hiệu thị trường đang đi xuống thì chúng ta có thể sell đây và có thể thị trường rơi vào đây một chút. Và đây là trường hợp này đẹp nhất là nó cũng chạm về 70 và các cái nến này nhỏ dần là cái nến con xoay về doji thì báo hiệu đây này yếu dần và chúng đi xuống thì trong cái này tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta không nên dùng đến không chúng ta nên kết hợp các công cụ chỉ báo nào. Tuy nhiều người họ có thể dùng đường EMA, Bollinger Band, RSI, tuy nhiên thì với cá nhân tôi thì tôi thích dùng RSI hơn. RSI kết hợp với nến thì cho kết quả khá khả quan còn với những nhà đầu tư nào mà đầu tư hay dùng với những cặp tiền liên quan đồng yên Nhật thì tôi thấy một công cụ khá được dùng nhiều, được phổ biến, đó là
Ichimoku ha. Các bạn có thể về tìm hiểu thêm Ichimoku, tôi sẽ giới thiệu cơ bản. Ichimoku là đây là một cái đế học của Nhật Bản được được phát triển ở bên Nhật Bản, thì cái Ichimoku này được các trader Nhật Bản dùng nhiều. Thì tôi nói là cái nào đơn giản mà được nhà đầu tư dùng nhiều thì ta nên dùng, bởi vì khi đó nó tạo thành một cái gọi là cộng đồng theo bầy đàn, theo nhóm á, là nhiều người dùng thì tạo ra thị trường như vậy ha. Đây thì cái mây Ichimoku thì gồm có 5 đường, đường màu đỏ, đường đường Teiken là đường chuyển đổi, đường màu xanh, đây là đường màu xanh ra trời à, là đường đường cơ bản này. Và đường đường không đường màu xanh đường cơ bản này. Đường đường màu đỏ là đường chuyển đổi à. Có mây trên đây đám mây này, mây trên mây dưới thì tôi sẽ, cái này thì hơi khó hiểu à, tôi sẽ làm ví dụ thực tế luôn ha. Đây đây là tôi dùng cho những các cặp nào liên quan đồng yên Nhật thì tôi kết hợp với cái Ichimoku ha. Thì giả sử đây là Uchi đi ha, không đây là EG đi, thì làm sao để giao dịch với Ichimoku đây ha. Các bạn đấy nè, ta có đường màu xanh này là đường cơ bản, đường màu đỏ là đường 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 turning point, đường chuyển nào. Thì tín hiệu mua tốt nhất là khi nào, là khi đường màu đỏ cắt lên đường màu xanh, cắt lên đường màu xanh và cái đám mây này nằm nằm dưới giá, giá nằm trên ha, và đường đám mây này nằm dưới và đường màu đỏ cắt đường màu xanh, đó là tín hiệu mua cực tốt để thị trường đi lên. Đây để tôi tìm những ví dụ, đây là ví dụ về tại đây thì tôi chưa thấy cho tín hiệu đi mua lên, nhưng mà đây có tín hiệu mua xuống nào, là đường màu đỏ cắt đường màu xanh cho tín hiệu đi xuống, mọi giá nằm dưới cái đám mây này thì đây là một cái tín hiệu tốt để chúng ta có thể xem. Tôi có 3 trường hợp là giá nằm trong đám mây thì là tín hiệu bình thường, mà cho trường hợp đi xuống ha, là đám mây phải nằm trên giá, phải nằm dưới đám mây này và màu đỏ cắt màu xanh này thì là tín hiệu là sell xuống là tốt nè. Còn trường hợp mà đường màu đỏ cắt đường màu xanh, tuy nhiên cái giá nằm trong cái đám mây này thì tín hiệu là vừa phải, còn mà giá mà nằm trên cái đám mây mà đường màu đỏ cắt màu xanh thì hiện cũng cho xuống, sell xuống, tuy nhiên nó yếu. Chúng ta ưu tiên hơn trường hợp là giá nằm ở dưới đám mây, cái màu đỏ cắt đường màu xanh, đó là tín hiệu sell xuống tốt nè. Và chúng ta sẽ dựa vào cái đám mây này, cái đám mây sẽ là đường hỗ trợ. Nếu mà giá chạm vào đường đám mây thứ nhất, cái phần này sẽ là hỗ trợ tốt. Tuy nhiên nếu mà cắt phần này thì cái đám mây tiếp theo này, cái đường tiếp theo của đám mây sẽ là đường hỗ trợ thứ hai ha, là đường kháng cự ha. Tương tự như vậy trong cho trường hợp mà bay lên, sẽ tìm hiểu một trường hợp bay lên ha. Bay lên là sao? Khi mà cái đám mây màu đỏ này, cái đường màu đỏ này cắt đường màu xanh đi lên cho thiên sell và giá nằm trên cái đám mây thì tín hiệu cho tín hiệu bay lên cực kỳ tốt à, và cái đám mây sẽ là điểm hỗ trợ, điểm hỗ trợ. Thì những ai mà giao dịch với đồng yên Nhật thì chúng ta có thể tham khảo sử dụng Ichimoku, bởi vì các nhà giao dịch Nhật Bản họ sử dụng Ichimoku rất nhiều, tạo cho cái sự thị trường có tính cộng hưởng à, thì chúng ta dùng cái này thì báo hiệu tín hiệu rất tốt à. Nên chúng ta nên chọn những cái công cụ nào đơn giản nhiều người dùng thì khả năng xuất xuất thành công cao hơn, kết hợp với quản lý vốn. Đừng nên tìm kiếm những cái công cụ nào mà độc chất vô nhị, thì có thể nó đúng lúc đó thôi, nhưng thị trường không ai đi theo nó thì trong thời gian dài công cụ đó cũng sẽ bị lạc hậu. Như đây trong trường hợp này, cái thị trường gần nhất đối với đồng EG này ha, chúng ta có thấy là hiện tại thì mặc dù là cái đường màu đỏ cắt lên đường màu xanh này, tuy nhiên đám mây vẫn đang nằm dưới, thì cái đám mây này sẽ đường hỗ trợ tốt cho cặp tiền này, nên khả năng cặp tiền này đi lên vẫn khả năng bung lên rất thấp à, vẫn yếu à, tại vì đây nó bị kháng bị cái đám mây này kháng cự ở cái vùng hỗ trợ này, và tại thị trường đi lên thì kéo xuống không thể nào vượt qua được đám mây này, thì chúng ta có thể kết hợp à. Đối với những ai chơi EG này,
đối những ai chơi EU chúng ta có thể kết hợp với EG để cho EG chúng ta có thể không chơi nhưng dựa vào cái EG để chúng ta có một cái gọi là công cụ để cho địch tốt hơn. EU này thì đang xuống đi lên, tuy nhiên tôi thấy là EG này vẫn bị cản một đám mây thì cũng có thể là lực đi lên sẽ yếu yếu hả. Rồi đó là tôi chia sẻ thêm về cái công cụ Ichimoku, nếu những nhà dịch nào muốn sử dụng các đồng liên quan đến đồng yên Nhật thì chúng ta có thể sử dụng thêm công cụ Ichimoku để làm công cụ hỗ trợ tốt hơn, tại vì công cụ này được nhiều nhà giao dịch Nhật Bản sử dụng hơn. Rồi đấy là những đến thì chúng đến thì đến này thì có một vài những cái nó có những cái kiến thức chuyên sâu, những gì mà tôi chia sẻ là những kiến thức cơ bản, nhưng tôi tin rằng những kiến thức này cũng có thể giúp chúng ta giao dịch tốt. Khi nhìn đến à thì cái bài chia sẻ của tôi đến đây là xin xin hết này. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hả. Nếu mà bên Tích Lưu Việt Nam có các chương trình đào tạo chuyên sâu hơn thì chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn sớm mà. Chúc các bạn là giao dịch thành công và gặt hái được nhiều thành công trong giao dịch này. Nếu các bạn cần hỗ trợ gì có thể vui lòng liên hệ với Tích Lưu Việt Nam à, trên fanpage thì các bạn có thể liên hệ với trên fanpage qua địa chỉ mail là vina@tinhnhu.com ha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.